Bây giờ Sài Gòn là 4 giờ chiều à, chúng ta đang có mặt ở chợ Sớm Củi, một ngôi chợ rất là xưa ở ở Sài Gòn. À, xin chào các anh chị và các bạn à, chúng ta đang có mặt ở đầu đường Sớm Củi à, cũng như đây là cái chợ Sớm Củi, nhà lồng chợ Sớm Củi ngày nay nè. Bây giờ Sài Gòn là 4 giờ chiều à, chúng ta đang có mặt ở chợ Sớm Củi, một ngôi chợ rất là xưa ở ở Sài Gòn nè. Chúng ta nhìn thấy mái tôn và dắt tôn. À, nhìn quang cảnh rất là xưa cũ. Thấy những hình ảnh ở chợ Sớm Củi. Với các anh chị các bạn nào mà ở khu vực Sớm Củi, ở đây thì có cái chùa Định Phước. Con đường này chúng ta đi thẳng thì sẽ đến đường Phạm Hùng, cầu Nguyễn Tri Phương và đường Hưng Phú, cũng thuộc quận 8 luôn. Ở bên quận 8 này á, mỗi khi trời mưa là có một số tuyến đường là sẽ ngập như vậy à. Tại vì bên đây gần sông mà, nên cái hệ thống thoát nước không có bằng ở các quận khác, nên rất là dễ ngập. Ngập là ở cái quận này ngập đầu tiên, ở khu vực này ngập đầu tiên. Sẵn hôm nay đi một vòng khu bên quận 8 thì em dẫn các anh chị các bạn đi, đi tham quan một số tuyến đường này nhé. À, đây đường này đang đang làm lại cái bề mặt này, bề mặt đường. Đang làm lại thì trời mưa thì cũng đỡ đỡ, mà trời nắng thì rất là bụi luôn, chịu không nổi luôn. Ở bên đây mà ban ngày là rất là nắng. Có lẽ cái khu này ngày xưa bán rất là nhiều củi nên người ta đặt là chợ Sớm Củi. Tại vì ngay cái chợ nãy chúng ta đi qua thì có một cái con rạch nữa, con rạch bao quanh chợ, nên thật ra có lẽ ngày xưa ở đây bán rất là nhiều củi. Từ ở quận nhất mà đi qua chợ Sớm Củi cũng rất là gần nha. À, đi chúng ta đi chợ Bến Thành thì đến đường Trần Hưng Đạo, rồi đi đến cầu Chư Y, mà đến cầu Chư Y chúng ta quẹo phải xuống đường Hưng Phú rồi chúng ta chạy thẳng là sẽ đến đến chợ Sớm Củi. Nhưng mà có lẽ ngôi chợ này sẽ không có phải là điểm du lịch hay tham quan gì hết, nhưng mà nếu mà đó là cái điểm mà ngày xưa chúng ta đã sinh ra lớn lên thì chúng ta có dịp chúng ta đi lại một vòng đó ha. Đây chúng ta ngay cầu Hưng Phú này. Khá lâu
này thiết kế ngay dưới chân cầu lại có cái đèn đỏ rất là bất tiện. Theo hướng này chúng ta sẽ đi về Bình Chánh nè, còn hướng ngược lại thì chúng ta sẽ đi về quận 5. Theo thẳng hướng này mình sẽ đi về cầu chữ Y. Cầu chữ Y nếu ta quẹo phải thì sẽ đi đến đường tỉnh quên tên ta, đường Dạ Nam. Dạ Nam và Nguyễn Thị Tần. Nhớ rồi, ở Sài Gòn này có rất nhiều con đường mà có rất là nhiều tên, mà tên ngày xưa, tên ngày nay nữa, nhiều khi có phần lẫn lộn, bà con mình thông cảm nha. Thì khúc này trước em có review cho anh chị bạn có cái quán cơm rất là ngon vào buổi trưa, cơm Bình Dân, nhưng mà bữa nay như chủ nhật người ta nghỉ. Cái những cái ngã ba bên tay trái chúng ta đó là đi ra con đường Phạm Thế Hiển á, bờ sông, cặp bờ sông. Còn đây chúng ta thấy có những cái dãy nhà xưa xưa nè, có một số nhà xưa xưa thôi. Đây cơm bà Há cũng rất là nổi tiếng nè, cơm sườn, cơm tấm bà Há, nhưng mà bán buổi chiều thôi, tầm 4 giờ. Các chị bạn mà có đến Sài Gòn thì ta đi đến đường Hưng Phú và thử cơm tấm bà Há ha. Đó, những ngã ba đi ra bờ sông. Con đường này thì buổi trưa rất là nắng, bởi vì cây cối nó chưa có lớn nên mình đi buổi trưa ở đây là không chịu nổi luôn á. Buổi chiều thì bà con mình hay ngồi trước cửa rồi uống ly cà phê nhâm nhi. Khúc này đỡ, khúc này có một số cây lớn nên mát mát tí, chỉ có vài cây thôi nhưng mà cũng trơ trọi á, tại vì mùa mưa nên nhà nước dọn dẹp cây xanh để cho đường thông hè thoáng. Tám này cũng có rất là nhiều nhà kho mà bỏ hoang. Cái chỗ này giống như là cái cù lao vậy đó. Cái chỗ này cái nhánh sông chia làm hai nhánh, hai cái nhánh sông bao vây cái cụm dân cư này. Do bởi cái khu này giống như cái cù lao. Đây trước mặt chúng ta đó là cầu chữ Y. Cầu chữ Y hiện đang làm lại cái phần bề mặt cầu ha. Bên phải thì có những cái dãy nhà ở dưới chân cầu, dãy nhà tôn bên kia là dãy nhà sàn.
ta sẽ quẹo trái nha. Ở đây thì xe máy được quẹo trái nhưng mà xe hơi thì không được quẹo trái nha. Này chúng ta sẽ xuống đường Nguyễn Biểu. Đường Nguyễn Biểu và Trần Hưng Đạo. Rồi, một số hình ảnh ở khu vực chợ Sớm Củi đi thông đến cầu Dươi gửi đến cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh về Sài Gòn ngày nay. Hy vọng là sẽ gửi đến các anh chị bạn những hình ảnh ngày xưa để chúng ta so sánh ngày nay và ngày xưa nó thay đổi như thế nào ha. Chị các bạn nào mà có kỷ niệm về cái cung đường này thì em xin cái comment nha. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta đi qua cái hẻm 61 Nguyễn Biểu. Hẻm đi đến chợ Cao Đạt. Ngay đây có bánh mì tươi sườn.